Lạc Thư là gì? Lạc Thư là một bức vẽ mô phỏng của vua Đại Vũ. Theo truyền thuyết kể lại rằng, khi vua Đại Vũ đang trị thủy thì trên sông Lạc, thuộc một nhánh của sông Hoàng Hà, có con rùa thần nổi lên, trên lưng rùa có nhiều dấu chấm kỳ lạ. Vua Đại Vũ vẽ lại bức hình và đặt tên là Lạc Thư. Ngoài ra cũng có tích khác cho rằng vào thời vua Đại Vũ, nước lũ tràn lan khắp nơi. Khi vua Đại Vũ đang trị thủy thì phát hiện một con rùa lớn bên bờ sông Lạc. Rùa dâng một miếng ngọc có khắc Lạc Thư cho vua. Nhà vua căn cứ vào đó đẩy lùi nước lũ, phân định Cửu Châu, đồng thời viết sách Hồng Phạm. Đời sau, Chu Văn Vương căn cứ vào Lạc Thư để lập ra Hậu Thiên Bát Quái. Nguyên lý của Lạc Thư. Lạc Thư có 9 cung, sắp xếp từ 1 đến 9, bao gồm các hàng ngang, dọc, chéo với tổng của 3 số đều là 15. Ở trong toán học, nó thuộc về ma trận kỳ ảo bậc 3. Sách xưa đã tổng kết thành khẩu quyết, đội 9 đạp 1, trái 3 phải 7, 2, 4 là vai, 6, 8 là chân, số 5 ở giữa. Số 1 tương ứng Thái Dương, còn số 9 là số Thái Dương, do đó 1 và 9 đối nhau. Số 2 tương ứng Thiếu Âm, còn số 8 là số Thiếu Âm, do đó 2 và 8 đối nhau. Số 3 tương ứng Thiếu Dương, còn số 7 là số Thiếu Dương, do đó số 3 và 7 đối nhau. Số 4 tương ứng Thái Âm, còn số 6 là số Thái Âm, do đó số 4 và 6 đối nhau. Lạc Thư vẽ thành Hậu Thiên Bát Quái, với các quái như 1. Thảm, 2. Khôn, 3. Chấn, 4. Tốn, 5. Trung Cung, 6. Bàn, 7. Đoài, 8. Cấn, 9. Ti. Sự sắp xếp này được ứng dụng trong phong thủy, tử vi và được gọi là Lạc Thư Quỹ Tích. Ý nghĩa của Hà Đồ Lạc Thư. Hà Đồ sinh ra Tiên Thiên Bát Quái, đi theo chiều thuận. Nghĩa là thuận với chiều kim đồng hồ, âm dương không bao giờ chống đối lẫn nhau. Lạc Thư sinh ra Hậu Thiên Bát Quái, đi theo chiều nghịch. Nghĩa là ngược chiều kim đồng hồ, lấy mâu thuẫn, ghen ghét kiềm chế nhau làm cơ bản. Hà Đồ là thể, còn Lạc Thư là dụng, Hà Đồ chủ thường, Lạc Thư chủ biến. Hà Đồ trọng hợp, Lạc Thư trọng phân, vuông tròn che chở nhau. Âm dương ôm ấp nhau, sử dụng tương hỗ lẫn nhau, không thể chia cắt.